người. Ngày hôm nay thì mình đi chợ về và trên Amazon họ cũng gửi về cho mình được một mớ đồ. Thì mình sẽ khui cho tất cả mọi người xem ngày hôm nay mình mua được những gì và mình được tặng những gì nha mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ khui cái thùng này ra trước ha các bạn ha. Cái lớp mút để chống da độc á, làm hư đồ á mọi người. Họ bọc họ kỹ lắm luôn nè, họ lót vòng vòng cái thùng này. Ý chà, rồi ô đây, bữa trước mình có đặt 3 món đồ thì mình nhận hết 1 món rồi, là một cây gậy mà mình đang gắm cái cây lên cho mọi người. Đặt máy quay đó, gắm máy cái máy camera lên đó, và mình có đặt thêm một cái cây để quay đèn, quay video mọi người đó, như vậy để mình làm ánh sáng đó các bạn. Đây, đây cái gắn điện thoại đó. Đây mọi người. Ủa rồi cái cây nó đâu? Ủa, gì hả? Ủa nó không có khúc giữa hả trời? Nó có vậy thôi các bạn. Vậy thôi. Để mình ngâm cứu lại coi. Đó, đây là một cái đèn để khi mà mình quay video á, mình sẽ gắn cái này vô để mình điều chỉnh cái ánh sáng. Mấy cụ gì đó. Rồi xong, đây là 1 món ha, 1 món các bạn ha. Cái đèn này cũng hơi nhỏ, cái đèn này hơi nhỏ mọi người. Rồi mình có mua một cái bếp, mình có mua cái bếp các bạn, một cái bếp để về ăn lẩu các bạn đó các bạn ha. Thì á đây mình sẽ khui cho mọi người xem nha. Đây á, đây là những cái món đồ để phục vụ cho YouTube đó các bạn. Cái nồi lẩu bé xíu quá trời. Các bạn ơi, cái nồi lẩu có tí tị à. Có tí nhị nhiêu các bạn ơi. Nè. Nhỏ quá. Nhỏ quá. Quá nhỏ luôn. Đúng là 21 đồng thiệt đó. Một xíu à. Nhưng mà mình thấy cái này làm nồi lẩu cũng êm lắm mọi người. Thôi kệ. Thôi kệ đi. Xài này rồi rồi. Mình đó, rồi. Xong 2 món đồ này ha các bạn. Bây giờ mình sẽ để qua một bên và mình sẽ khoe với mọi người là ngày hôm nay mình đi chợ mình mua được gì nha. Thì á, ngày hôm nay em đi chợ em mua được 1 số đồ. Bỏ này vô đây đi. Thời áo còn coi nước mềm mua cái áo vậy. Nằm nước hả? Thì thay áo cho nhỏ. Mình sẽ khui cái thùng đồ mà hồi nãy mình đi chợ á, và chiếm lễ phẩm ngày hôm nay của mình ha. Thì á, bữa nay mình đi chợ mình mua được rất là nhiều đồ. Một phần là mình mua, một phần là mình được cho nữa mọi người. Đây á, là cái máy hơ tay, hơ treo á các bạn. Mình mua để mình đi học mọi người. Mình mua để mình đi học. Và mấy cái chai này á, là của chị Mai Vũ cho. Mấy cái chai này là mấy cái chai để dành sơ treo, để mình sơn treo á. Rồi á, chị Mai Vũ có cho mình một bộ móng giả. Một bộ móng giả nè các bạn. Thì
từ số mấy đây, số 3 chắc, từ số 1 tới số 5 hay sao á, thì chị lấy cho mình một bộ như vậy. Chị lấy cho mình một bộ như vậy luôn các bạn. Đó là cái này là của chị Mai Vũ cho nè mọi người. Nè nè, cái này chị Mai Vũ cho, tại chị nghe mình học á, cái chị cho một bộ này thì mình để ngay góc này ha, thôi gớt để dưới đây đi. Rồi thì mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe là khi mà mình đi mua mấy cái đồ này á, mình mua một cái máy trà nè các bạn, để mình học á, để mình đánh treo rồi mình đánh trà láng đồ này kia nọ, mình sử dụng máy này. Mình mua cái máy này, người ta bán thì người ta nói là mình mua cái máy rẻ tiền thôi nè, họ nói là mua cái máy này rẻ tiền thôi để mình thực tập đó, họ nói vậy đó. Cho nên mình mua cái máy này có 40 rồi các bạn, nè nó xíu à, 40 à đó, thì mình mua cái máy này 40 nha. Rồi á, mình mua thêm một cái hũ bột nhúng nè các bạn, mua thêm hũ bột nhúng nè, cái màu đẹp lắm, cái màu này nó màu hồng rất là đẹp, cái hà hồng có kim tuyến nữa. Rồi mình cũng có mua một cái chai nước sơn treo về mình tập để mình sơn treo. Rồi á, mình cũng có mình mua thêm một tốp đây nè các bạn, mình mua thêm cái sơn này nè các bạn, cái sơn mà nó có cái sáng mà xéo xéo đó các bạn đó, mình mua nước sơn này nè mọi người đó, mua nước sơn này. Cái xong cái chị chủ đó các bạn, chị thấy chị thương mình á, chị thấy chị nói chuyện với mình, chị thích á, cái chị tặng cho mình cái cây 500 mà các bạn, cái này là tặng đó. Chứ cái này là nếu như mà mua là cái cây này cũng mấy đồng á, này cái này là chị tặng rồi á. Cái mình mua cái bột treo này nè, rồi cái mình nói là mình mua để mình thực tập, cái chị mới nói là nếu như mua thực tập thì em phải mua cái bộ 4 này. Cái bộ 4 này là chai 1, chai 2, chai 3, chai 4. Thì á, mình cũng mua cả bộ luôn mọi người, mình mua 4 chai luôn nè các bạn. Thì cái này là một chai 7 đồng mà mua 3 tặng 1 các bạn. Mua 3 tặng 1, mình mua 4 bộ này luôn để về học. Rồi mình kể tiếp cho mọi người nghe. Mình mua thêm mấy cái cọ nè các bạn, mua cái cọ để về tập vẽ rồi. Đây đó, mua hai cái cọ bảng với hai cái cọ tóc về vẽ, tập vẽ. Rồi á, cái phần này á, mình kể tiếp cho mọi người nghe nè, là cái dũa nè, đậu dũa nè. Mình mua cái mình không có biết, mình phải đứng mình hỏi mọi người, mình đứng mình hỏi từ chút luôn, là mình hỏi cái nào xài làm sao, rồi cái đó xài cho cái gì này kia nọ. Cái chị đó, chị cũng dễ thương lắm, chị đứng chị tư vấn nhiệt tình lắm, chị tư vấn cho mình. Rồi mình mua mấy cái đầu dũa nè mọi người, để mình về mình thực tập. Mà mình thấy mình gặp được cái đầu dũa này á, vừa ý mình mua hai đầu luôn, mình mua hai cái đầu luôn, cái đầu vàng đó các bạn, để bữa nào á mình học mình sẽ cho mọi người xem. Rồi mình sẽ cho các bạn xem cái phần này nè. Cái này là cũng là móng tay giả nữa các bạn. Móng tay giả nè, là khi mà mình mua hàng xong á, mình tính tiền cái chị đó, chị mới thấy mình vui vẻ dễ thương, mà chị có hỏi về cái kênh YouTube của mình, thì mình mới nói mình giới thiệu là kênh YouTube của mình gì vậy đó. Thì người này người kia nói chuyện qua lại xong hồi, cái chị thấy chị thích mình quá, cái chị mới nói là hồi nãy giờ em mua đồ mà em chưa có mua keo. Em muốn chị tặng em treo em một lóc keo, em chịu không? Cái chị vô chị lụm cho mình một lóc keo chị tặng, là mà mình mới biết, mà mình đâu mới đi học mà mình đâu có biết là phải mua cái gì đâu, mà mình cũng đâu biết đó là cái gì đâu. Có mình hỏi ủ keo đó để làm gì chị? Chị nói để dán tay móng tay giả em mới làm được đó. Chị tặng cho mình một, mình tưởng là chị tặng cho mình một chai, nhưng mà không ngờ là chị tặng cho mình một lóc luôn các bạn. Và mình có nói là mua một chai thuốc cầm máu rồi sao bạn, chắc chị quên này, chị không lấy cho mình chai thuốc cầm máu rồi. Rồi đây nè, chị mua, chị là bán cho mình, tặng cho mình nguyên một lóc luôn. Chị đưa vô, chị quăng vô hết hồn luôn, mình nhìn thấy hết hồn. Mình nói là cái này tại em mua nhiều
với cho nên chị tặng cho em đó nha. Đó là cái này là tặng. Xong cái hỏi chị mới nói á, là nãy giờ chị thấy em mua mà chị không thấy em mua móng tay giả. À, em qua bên bển em lựa móng tay giả đi. Cái mình hỏi móng tay giả là cái gì vậy chị? À, móng tay giả là mình không biết là cái móng tay giả là để sơn màu hay là móng tay giả để cầm để mình tập vẽ hay là móng tay giả để gắn lên móng. Cái chị mới nói là em qua bên kia nó có cái bịch mà nhỏ đó, em lấy mấy bịch đó rồi qua đi rồi chị tặng cho em. Cái mình mới lấy một, mình qua bển mình hỏi á, hỏi chị lúc đó chị Mai đang đứng lựa đồ, cái mình hỏi là chị Mai là móng tay giả này là sao chị Mai, cái chị nói là cái này là một bộ thì em lựa một bộ đi. Cái mình mới lựa là từ số 1 đến số 6. À, đúng không? 4 6 đúng rồi. Nè các bạn, từ số 1 đến số 6 thì có những cái móng nhỏ thì mình sử dụng cái số nhỏ. Và thường là nó sẽ chênh lệch từ số 1 đến số 6. Đây các bạn. Đó, cái mình lấy 6 bịch như vậy, cái ra là chị tặng cho mình luôn các bạn. Tặng cho mình luôn cái 6 bịch này luôn. Cái chị đó bán cực đồ cực kỳ dễ thương luôn. Xong rồi cái mình vô mình kêu cái chị Mai Vũ ra. Cái mình hối chị ra để hai chị em đi ăn. Xong cái mình mới thấy cái beo, cái dáng beo này đẹp quá nè. Cái xong cái mình mới nói là chị Mai Vũ mua tính tiền rồi mua tính tiền giùm em cái này đi. Chắc này có mấy đồng mà. Cái xong cái chị chủ tiệm chị nói cho luôn, chị cho mình luôn, chị tặng mình luôn các bạn. Đây nè các bạn. Cái dĩ này nè, nếu như ai làm neo này họ sẽ biết là cái này là cái hoa mà để mình dán lên đó mọi người, mình dán lên cái mình chà chà lên đó các bạn. Đó. Rồi à, bữa nay đi mua có chút xíu đồ mà quá trời chiếm đồ phẩm luôn mọi người ơi. Cái chị chủ tiệm, chị làm ở đó chị thích đó, cái chị nói không? Chị nói hả, trời ơi kênh YouTube của em được nhiều người không, người làm thế nào. Ở xong cái chị hỏi thăm chị nói chuyện. Cái mình mới hỏi là chị muốn quay cái tiệm của chị không, bữa nào em quay tiệm của chị cho em up lên cho mọi người biết tới tiệm của chị nha. Chị nói ừ, để hôm nào đi để hỏi ý kiến boss, cái nếu boss chịu thì mới dám quay. Đó các bạn, ngày hôm nay là quá trời đồ luôn, mà mua thì cũng nhiều mà được cho cũng nhiều luôn. Đây còn hai cái món này là cũng được cho luôn mọi người. Là mình có hai cái kèm nè các bạn, có hai cái kèm này là của anh ở chung nhà, ảnh cũng làm neo luôn. Cái ảnh thấy mình đi học á, đi học neo, cái ảnh nói là ảnh có mua kèm rất là nhiều ảnh xài. Xong rồi ảnh nói là bây giờ em có cần kèm không thì anh cho em vài cây để em xài. Cái mình mới nói là em có mua hai cây rồi, nhưng mà hai cây đó em xài em xe cua, một cái là em xài cho bộ tay và một cái cho bộ chân. Thì nếu như anh có thì anh cho em để em xe cua, khi nào mà cái kia nó lục thì em đổi. Đó, cái bây giờ anh cho anh mình hai bộ luôn các bạn. Thấy đã rồi. Bây giờ hả là đồ hả toàn đồ cho không? Nè mọi người xem. Mua cũng hết mấy trăm á mọi người, không mua rẻ đâu, mấy trăm luôn á. Rồi hả cũng được tặng nhiều lắm, quá trời luôn. Đây nè, đồ nè cho nè, hồi nãy đi ngoài tiệm là đồ cho nè, một nè, hai nè. Đây, cái này cũng đồ cho luôn, cái này cũng đồ cho luôn. Rồi á. Đây, nguyên đám này luôn. Này nữa. Rồi để coi cái nào nãy cho nữa nè. Rồi bộ móng này của chị Mai Vũ cho. Đây, các bạn thấy không? Đây nha. Để mình để lên đây cho người thấy nha. Để đây, đó. Đó. Móng này mình xài tới ra nghề luôn á. Bảo đảm luôn, xài tới ra nghề luôn mới hết á. Ha. Xong, rồi à. Rồi à, đây nữa. Ba cái chai này nữa. Rồi, còn chai nữa. Hai chai. Còn chai nữa. Đây. Đó, ba chai này nữa. Đó, đồ cho đó các bạn. Quá là trời luôn, chiếm lợi phẩm ngày hôm nay quá trời luôn. Rồi. À thì á, ngày hôm nay thì các bạn mình cũng đã thấy là khi mà mình mua những cái đồ dụng cụ này thì các bạn cũng biết là mình đang học cái gì rồi đúng không mọi người? Thì mình cũng bật mí luôn cho mọi người biết đó là mình đang đi học làm nail để
kiếm thêm chút đỉnh, tại vì cái nghề này thì ở bên đây nó họ dễ dễ tìm việc hơn và nó cũng không có đòi hỏi xin ngữ nhiều đó. Thì trước tiên thì mình không có gì hết thì mình đi làm này trước đó. Rồi á, sẵn đây thì cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi kênh của mình và ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua nha. Mong là mọi người thông cảm, anh chị em nào đó làm YouTube thì thời gian này mình không có thời gian tương tác với các bạn nhiều á, thì mong mọi người bỏ qua ha. Nếu như em rảnh thì em cũng tranh thủ qua xem video của mọi người. Mong là mọi người thông cảm cho em ha. Rồi ok, cuối video thì em thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho em nhé. Tạm biệt mọi người. Bye.